Em muốn yêu anh dài lâu. Anh, em muốn yêu anh đậm sâu. Anh, em đã thương anh từ lâu. Anh, em muốn yêu anh dài lâu. Nghệ thuật á, là cái kết nối hai đứa tôi đến với nhau. Ngày xưa đó, mê hát hò biểu diễn ra làm sao á, thì đến bây giờ á, vẫn còn mê như vậy đó. Cứ đi hoài, hát có, diễn có, hai vợ chồng già hay chở nhau đi te te vậy đó. Hồi xưa ổng hả, ổng bấm vô, bấm nhách à, như cây sậy vậy đó. Bây giờ là còn được phong độ, còn được dễ nhìn hơn hồi lúc đó đó. Khoảng 40 năm rồi, chứ không có ít đâu. Để coi coi, mùng 2 Tết, xuân canh ngọ năm 1990. Cái tấm này là mình được đẹp đẹp một chút nè. Tuy rằng ổng chưa bao giờ ổng tỏ tình, thật ra ổng không biết tỏ tình luôn á, chứ không phải là chưa tỏ tình, ổng không biết phải làm sao để mà tỏ tình, nhưng mà mình nhìn cái ý là mình hiểu, mình biết. Những lúc mà mình đau ốm á thì mình thấy được những cái sự chăm sóc của vợ mình đối với bản thân mình thì mình càng xúc động hơn về sự yêu thương và cái sự gắn bó của vợ chồng. Những cái hình ảnh mà chụp hình á của mình á, tất cả các anh chị em ở trên Facebook á họ đều thích hết á, ủng hộ quá trời luôn á, không ngờ luôn á. cái tuổi trẻ đó giàu cho mình có yêu nhau đến cỡ nào, đậm đà đến cỡ nào cũng không bằng một cái nắm tay khi về già. Tôi chỉ mong sao cả hai vợ chồng tôi đều có sức khỏe, được bên nhau và chăm sóc cho nhau trong suốt quãng đời còn lại. Đời tôi mà có được cổ là hạnh phúc lắm rồi. Wow. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chú Ngọc Toàn và cô Trần Tha. Dạ, tụi con xin chào cô chú. Dạ, tụi con chào cô chú. Xem clip á, con nhìn vào ánh mắt của chú á, con cảm thấy là hai người rất là yêu nhau. Đến đến trường quay, anh Linh nhìn đi, mang giày đôi cũng giống nhau. Chứng tỏ tình yêu của cô chú rất là mãnh liệt. Một cuộc tình kéo dài mấy chục năm rồi chú, chắc chắn nó cũng có những cái lúc gọi là giận hờn với nhau ha. Thì trong những cái lúc nào mà dầu sôi lửa bỏng đó, thì làm sao để mình làm hòa với nhau hả chú hả? À đúng là thực sự là có. Khi mà giận lên rồi á thì không có còn anh em nữa, không có còn ngọt ngào nữa đâu. Chứ là ông bà hay là... Dạ không, cô. Dạ. Cô với cô, tôi không? Dạ. Dạ ok. Nhưng mà rồi vẫn quan tâm trong bụng á, không biết bà đâu rồi sao này kia nọ. Nhưng mà rồi hễ có dịp là mình lại mình không nói lời xin lỗi. Nhưng mà mình... Bạn gì chưa? Em muốn nước không anh lấy nước em muốn. Đó là một cách thể hiện của mình xin lỗi. Chú ơi, phụ nữ chỉ cần như vậy thôi. Dạ. Người ta thường nói là những cặp vợ chồng yêu nhau lâu rồi đó, ở với nhau lâu năm mấy chục năm rồi, thường phải lâu lâu hâm nóng tình yêu cái ra vô gặp nhau, nhìn nhau, hôn nhau cái. Có không chú? À, cái đó thì dạ thường xuyên à. Dạ vậy thì bây giờ con mời cô chú trình diễn cái tiết mục của mình nha chú nha. Cho bão tố về làm chim bao. Mới
đến khi con tim ngừng đập, cho tiền tu là một giây. Yêu anh cho đến khi ông thôi làm mặt, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là một giấc chim bao. Tu bay bay nhẹ nhàng, cho anh đi tìm vườn thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ em trong tay đêm mưa thì thào, nếu đời là một giấc chim bao. Dài lâu. Em muốn yêu anh đậm sâu. Anh đã thương em từ lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh dài lâu. Em muốn yêu anh đậm sâu. Trời ơi, dễ thương cái chỗ mà quá dễ thương. Buông cái đàn ra, nắm cái tay mà để vô tim, xong rồi cuối cùng trời ơi, nó ngọt ngào quá chú ơi. Em dễ xúc động mấy chuyện này lắm anh. Em thấy sướng quá ha. Dạ đúng rồi, mà em khóc trong chuyện sự hạnh phúc quá. Đúng rồi. Nhìn cái hình ảnh, trời ơi, tự nhiên vỡ hòa luôn á. Cái màu tán chảy luôn. À, cái chỗ mà đánh đàn á, cứ đánh như tự nhiên hai cái tay nắm nhau giả bộ thôi nha, giả bộ nắm nhau, mà các em nhìn xoáy vô em thấy cái nắm tay rất là chặt và ánh mắt nhìn rất là, trời ơi, rất là giống như là thật sự là anh không muốn xa em. Và bây giờ thì chương trình sẽ có một cái phần quà rất là ý nghĩa và con nghĩ là sẽ thú vị dành tặng cho cô chú. Mời chú à. Con xin mời cô ạ. Anh cũng không biết nói gì với em. Anh chỉ có một lời hứa, một ước nguyện và một lời cảm ơn. Một lời hứa của anh dành cho em là anh hứa là anh sẽ chở em đi đến bất cứ nơi đâu mà em muốn. Một ước nguyện là anh nguyện sẽ cùng em đi hết đến cuối con đường này. Cảm ơn em đã cho anh rất nhiều hạnh phúc. Từ hạnh phúc trong cuộc sống của bản thân anh, chăm lo cho anh và tạo cho anh có một gia đình thật là hạnh phúc. Cảm ơn em rất nhiều. Cùng bên nhau mãi mãi.
Cô có điều gì mới nói ngày hôm nay với chú không cô? Cảm ơn tất mặt cả mọi người đã dành cho mình một ngày hạnh phúc trong cuộc đời của mình từ bây giờ cho đến khi mà cuối đời. Chắc có lẽ cái ngày này là cái ngày mà hạnh phúc nhất. Anh ơi, vàng bạc châu báu hay là xe hơi nhà lầu gì thì đối với tụi mình là không có. Tụi mình đến với nhau từ thỏi trắng tay và bây giờ thì mình cũng chưa có gì. Nhưng mà cái hạnh phúc vô giá nhất của cuộc đời em đó là ông trời đã cho em gặp anh. Mình chỉ cần mình hạnh phúc bên nhau cho đến khi nào mà mình răng long đầu bạc, đừng ai bỏ ai đi trước là được rồi. Một lần nữa thì thay mặt cho tất cả mọi người trong chương trình, chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an mãi mãi cô chú nha. Và điều quan trọng nhất đó là tụi con kính chúc tình yêu của cô chú sẽ mãi mãi thanh xuân. Đây là lời tỏ tình mà chú đã nợ cô suốt mấy mươi năm rồi. Tại vì con nhớ là con xem từ cái clip đầu tiên là cô nói là chú chưa bao giờ tỏ tình với cô hết và chú không biết tỏ tình đâu. Đúng ra đó là chú thì chỉ muốn dành cái tình yêu thiêng liêng này ở trong tim của chú thôi, chú không muốn nói ra. Nhưng mà trong chương trình đó thì chú cũng xin phép tất cả là hôm nay rất là xúc động, rất là vui. Và đây cũng là cái dịp để mà mình thổ lộ cái tình cảm của mình đến với người vợ yêu quý của mình. Thì đây chỉ có dịp này thôi. Em, anh yêu em.